Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 200, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra trang 238. Trang 238, hàng thứ ba, bắt đầu xem từ đoạn thứ tư của chú giải. Chư Phật giữ đại Bồ Tát, vi lợi chúng sanh, hằng hiện báo thân, cập ứng hóa đẳng thân sanh diệt chi tướng, nhi bất trụ trước pháp thân, tự kỳ hữu thường trụ pháp thân, nhi bất trụ ngôn, cố viết pháp thân phi thường, bất trụ niết bàn. Tuy bất trụ, nhưng kỳ thường tại đại định chi trung, cố sở hiện tướng, tận quản sanh diệt xí nhiên, nhi pháp thân thường trụ tự nhược, sở vị quá nhất thiết tướng, bất trước ư tướng giả, thực do ư thử, cố hữu viết pháp thân phi đoạn, bất trụ sanh tử, thử thị định huệ tu công viên mãn cảnh giới. Lời khai thị của đoạn này cũng hay vô cùng. Ở đồng tu học Phật mà nói, đây cũng là thường thức Phật học quan trọng. Vì sao ở trong Pháp Đại Thừa thường nói pháp thân phi thường phi đoạn? Đây là dựa vào cái gì nói vậy? Chỗ này vì chúng ta nói rõ rồi. Chư Phật và Đại Bồ Tát, chỗ này là thông thường chỉ quả vị của sơ trụ viên giáo trở lên, mãi cho đến Phật quả cứu cánh, đều bao gồm ở trong cái câu này. Chư Phật Bồ Tát sau khi chứng quả, sự nghiệp duy nhất của họ chính là độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh dứt sanh tử thoát luân hồi, viên chứng vô thượng Bồ Đề. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Vì cái sự nghiệp này mà chư Phật Bồ Tát hiện thân bất cứ chỗ nào trong vô lượng vô biên cõi nước, hư không pháp giới. Cái thân hiện ra có báo thân, có ứng hóa thân, thì hiện báo thân, thí dụ chúng ta nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật vì lợi ích chúng sanh thị hiện tịnh độ, thị hiện
báo thân. Và nói thật ra A-di-đà Phật cũng là đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi, quyết định không phải tỳ kheo pháp tạng, tu hành năm kiếp là thành Phật. Các vị biết đó là thị hiện, là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật lúc 3000 năm trước thị hiện ứng thân tại nước Ca Tỳ La Vệ Bắc Ấn Độ vậy. Ngài cũng quyết định không phải chứng vô thượng Bồ Đề lúc sao mai mọc nửa đêm dưới cội Bồ Đề, đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Sở dĩ là thị hiện mà thôi. Thế Tôn gì chúng ta thị hiện là ứng thân, Di Đà gì chúng ta thị hiện là báo thân. Đây là chỗ khác nhau. Loại khác nhau này có phải là ý của Phật hay không? Xin thưa với các vị, không phải, là cơ cảm tương ưng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Là ngay cả thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoại lệ, cũng là do tất cả chúng sanh mười pháp giới có cảm nên A Di Đà Phật có ứng. Ứng hóa thân có sanh có diệt. Báo thân mà Phật thị hiện là có sanh không có diệt, chỉ có pháp thân bất sanh bất diệt, pháp thân không có sanh diệt. Phật không trụ pháp thân. Ý nghĩa then chốt ở đây là ở chỗ này. Ngài chứng được pháp thân, đặc biệt là Phật quả cứu cánh. Cái mà các ngài chứng được là pháp thân viên mãn. Tuy chứng được pháp thân viên mãn, họ không trụ. Chúng ta cần thể hội một chút ý nghĩa này. Tại vì sao họ không trụ gì? Đó là đại từ đại bi. Dù họ có pháp thân thường trụ mà không trụ, cho nên nói pháp thân phi thường. Ý nghĩa có pháp thân phi thường cùng với ý nghĩa không trụ niết bàn là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì họ không trụ cho nên hiện thân bất kỳ loại nào, ứng hóa mười phương. Tuy bất trụ nhưng kỳ thường tại đại định chi trung. Đây là câu chúng ta thường hay đọc thấy ở trên kinh Đại Thừa. Định na già thường tại, không lúc nào không định. Không những báo thân thường ở trong định, cho dù ứng hóa thân của Phật cũng là thường ở trong định. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cái ý nghĩa này phần trước đã từng nói tỉ mỉ rồi. Lấy Phật thuyết pháp mà nói, Thế Tôn ở trên kinh này nói với chúng ta rõ ràng. Phật thuyết pháp không những là không có pháp cố định để nói, Phật quả thật là
không có pháp để nói. Nghĩa là nói mà không nói, không nói mà nói. Tại vì sao nói ngài không nói gì? Thường ở trong định, chính là thị hiện ứng hóa thân, cũng hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Nghĩa là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là ở trong đại định. Đây chính là ý nghĩa của Niết Bàn, chính là ý nghĩa của Pháp Thân. Cố sở hiện tướng, tận quảng sanh diệt, xí nhiên. Ứng thân mà Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, trụ thế 80 năm. Thế Tôn là 80 tuổi nhập diệt. Vì đại chúng giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Đây là sinh diệt xí nhiên. Phàm phu chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này. Nhi pháp thân thường trụ. Pháp thân là lý thể, báo thân ứng thân là khởi dụng từ thể. Nói từ trên thể tướng thanh tịnh tịch diệt, sở vị quá nhất thiết tướng. Quá là vượt qua, bất trước ư tướng giả, thực do ư thử. Phật ở trên bộ kinh này dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành. Cái cương lĩnh nguyên tắc này thông tất cả pháp môn. Nghĩa là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều không được trái lại cái nguyên tắc này. Đây chính là vô trụ sinh tâm. Đây là dạy chúng ta tại vì sao phải không trụ vào tướng. Cái này ở chỗ này không cần phải nói nhiều, phần trước đã nói rất nhiều rồi. Cố hữu viết pháp thân phi đoạn. Phi đoạn là không trụ sanh tử. Nói tóm lại, ở trong đoạn này điều quan trọng là không trụ Niết Bàn, không trụ sanh tử. Không trụ Niết Bàn liền hiện thân, hiện đủ dạng thân, thuyết đủ dạng pháp, lợi ích tất cả chúng sanh. Không trụ sanh tử chính là vĩnh viễn ở trong đại định, hoàn toàn không có khởi tâm động niệm bao giờ. Đây chính là không trụ sanh tử. Đây là hiển thị pháp thân chẳng phải đoạn. Đây cũng là pháp môn đại tổng trì tu học của chúng ta. Chúng ta cần phải chăm chỉ, nỗ lực mà học tập. Bởi vì Phật Bồ Tát không trụ Niết Bàn, không trụ không. Niết Bàn là tánh thể, tánh thể không tịch,
không trụ không mà hiện tướng. Tuy hiện tướng mà không trụ có, không những ứng hóa thân họ không trụ, mà báo thân cũng không trụ, pháp thân cũng không trụ. Ba thân chứng được viên mãn, ba thân đều không trụ, đây mới là thật sự chứng đắc. Vừa trụ liền hỏng ngay, quyết định không được trụ, công phu định huệ mới có thể viên mãn. Nếu như có trụ thì công phu không viên mãn. Đây là cảnh giới của các bậc pháp thân đại sĩ. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, thật sự biết dụng công, thật sự biết tu hành, cái gọi là lịch sự luyện tâm. Lịch là trải qua, chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, dụng công phu ở trong sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận bên ngoài. Dụng công phu gì vậy? Tu định, tu huệ. Bất kể bạn tu pháp môn gì, tóm lại không ngoài hai cái nguyên tắc định huệ này. Tu định chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là tu định. Cách tu định là như vậy. Ngoài tu định còn phải tu huệ. Cách tu huệ là như thế nào vậy? Huệ là sáu loại cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh, một chút cũng không mê hoặc. Đây gọi là tu huệ. Cho nên huệ ở trong định, định ở trong huệ, định huệ học bằng nhau, định huệ vận hành bằng nhau. Đây thật sự là biết dụng công, thật sự biết tu hành. Chúng ta ở trong đoạn văn tự này, nếu như có thể học được các phương pháp này thì thọ dụng của chúng ta là bất khả tư nghị. Xem tiếp đoạn này dưới đây: tam thân phi thường phi đoạn di danh phi dị giả. Dị là khác nhau. Ba thân đều chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, đều có cái ý nghĩa này, cũng đều có cách giảng như vậy. Đây là không khác. Và pháp thân chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, giữ báo ứng phi thường phi đoạn chi sở dĩ nhiên tắc phi nhất. Quả thật khác nhau. Cố thuyết nhất hữu chủng chủng nhất, thuyết dị hữu chủng chủng dị, dựa vào trên ba thân mà chư Phật Bồ Tát chứng đắc để nói. Một và khác thực sự có đủ dạng khác nhau.
Thả nhất trung hữu dị, dị trung hữu nhất. Từ đó cho thấy một với khác không phải hai pháp. Một khác nếu như là hai pháp thì là không phải Phật pháp rồi. Phật pháp là pháp không hai. Cái sự việc này là dạy chúng ta từ trên mọi góc độ khác nhau mà quan sát. Nhưng mà kiến phải viên, giải phải viên. Mọi mặt đều quan sát được rồi, vì bạn kiến đã viên rồi. Kiến viên thì giải liền viên, vì mới có thể viên tu, viên chứng. Sợ nhất là bạn chỉ có nhìn thấy một bên, không có nhìn thấy một bên còn lại. Bạn ở trong đây sanh khởi phân biệt chấp trước, thế thì sai rồi. Cho nên cần phải chu đáo mọi mặt mới biết trong một có khác, trong khác có một. Chấp tắc giai phi, bất chấp tắc giai thị. Có thể thấy vấn đề chính là ở phân biệt chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, không có cái gì không đúng. Pháp nào cũng đúng. Nếu như chấp trước thế là sai rồi. Pháp nào cũng sai. Không được chấp trước. Không được chấp trước đạo lý tại vì sao như vậy của nó. Phần trước cũng nói rất nhiều, rất nhiều rồi. Cái có thể chấp trước, ba tâm không thể được. Đối tượng mà bạn chấp trước, bất luận là thế pháp, bất luận là Phật pháp, đều là pháp do duyên sanh. Phàm là pháp do duyên sanh đều không có tự tánh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Vậy là đã nói rõ năng chấp sở chấp đều không thể được. Chỗ này tại vì sao nói thường mà chẳng phải thường? Nói một và khác, đây là sợ bạn có chấp trước vi tế. Chấp trước vi tế vẫn là có ngăn ngại, ngăn ngại bạn minh tâm kiến tánh. Lời chấp trước vi tế này nói lời chân thật, đối với bạn nếu muốn dứt sanh tử, vĩnh viễn thoát luân hồi là đã không có trở ngại rồi. Nhưng mà nếu muốn đạt đến minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì cái chấp trước vi tế này có chướng ngại rồi. Nhất định phải biết, nhất định phải đem vọng tưởng phân biệt mà đoạn sạch. Đương như thị kiến như thị tri, như thị kiến giả tắc vi viên kiến, như thị tri giả nãi thị chánh tri. Cái ý nghĩa này cũng đã nói qua rồi. Đã có chánh tri chánh kiến, đã có kiến giải viên mãn. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đó chính là viên tu viên chứng rồi. Minh liễu phi thường phi đoạn chi nghĩa, tắc phi nhất phi dị, kỳ nghĩa nải đắc triệt để. Giải đắc thấu triệt,
tức chư pháp nhất như thị pháp bình đẳng, chư nghĩa diệt giai triệt để. Có thể thấy lợi ích của kinh này. Quả thật là có thể giúp chúng ta khế nhập đại khai viên giải. Đại khai viên giải chính là đại triệt, đại ngộ ở trong tông môn. Chúng ta tuy là chưa đạt đến cảnh giới này, bộ kinh này học nhiều rồi, ý nghĩa hơi hiểu rõ một chút, nhiều hay ít nó cũng giúp chúng ta buông xả một chút. Buông xả được một ít thì công phu niệm Phật có thể đắc lực. Đới nghiệp giảng sanh, ở trong đời này chúng ta mới có phần nắm chắc. Cho nên trên Kinh Bát Nhã nói: phi thường phi đoạn, phi nhất phi dị, chư pháp nhất như, thị pháp bình đẳng. Những câu này đều là tinh nghĩa của Kinh Bát Nhã, là bộ phận tinh hoa nhất, câu đặc sắc nhất. Nghĩa lý, ý nghĩa của nó sâu rộng vô hạn. Cần phải thể hội thật tỉ mỉ, thọ dụng bất khả tư nghị. Xem tiếp đoạn sau cùng này: ách yếu chi tu công. Đây là nói đến pháp môn tổng trị. Chúng ta tu hành cần nắm vững tổng cương lĩnh. Duy tại bất thủ tướng, bất diệt tướng. Bất thủ là không chấp trước, bất diệt cũng không phải có ý xa lìa nó. Đều là nói đối với tướng. Tướng không cần phải chấp trước nó, cũng không cần phải xa lìa nó. Vì sao vậy? Nó không ngăn ngại sự. Nhi dĩ tánh vi trung su. Người tu hành, việc quan trọng là minh tâm, kiến tánh. Bất luận tu pháp môn nào, chúng ta niệm Phật cũng không ngoại lệ. Niệm Phật nếu như muốn có thể được nhất tâm bất loạn, sanh thật báo trang nghiêm độ, thì bạn nhất định phải thâm thấu duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Bạn thử xem, vẫn là lấy tánh làm điểm mấu chốt. Khỉ đảng tướng bất trụ, tánh diệt bất trụ. Phần trước pháp thân phi thường, bất trụ niết bàn, là tánh cũng không trụ. Không trụ sanh tử là không trụ tướng, không trụ niết bàn là không trụ tánh. Tịnh bất trụ, diệt bất trụ. Nếu như vẫn còn cái ý nghĩ ta hiện nay hai bên đều không trụ rồi, vẫn còn cái vọng tưởng ở trong đó, cái ý nghĩ không trụ hai bên này cũng không được có. Thông đạt thử lý, dĩ niệm Phật tiện đắc lý nhất tâm.
Nếu như bạn đem cái đạo lý này hiểu rõ rồi, tham thấu rồi, biết dùng rồi, ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế, bạn biết dùng cái nguyên tắc này, thế thì tốt. Bạn niệm Phật A-di-đà là lý nhất tâm bất loạn, tương lai giảng sanh thực báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ. Đây là thượng thượng phẩm giảng sanh chân thật. Từ tiết này cho thấy Kim Cang Bát Nhã đối với pháp môn niệm Phật quả thật là có sự giúp ích rất lớn. Cho nên bộ kinh này, nếu như chúng ta hợp chung lại với kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà để xem, thì lợi ích vô lượng vô biên. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Khoa phía dưới đây này, ước bất thọ phước đức kết vô ngã. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát dĩ mãn hằng hà sa đẳng thế giới thất bảo bố thí. Phật ở trên bổn kinh vì chúng ta so sánh công đức. Cái chỗ này là lần thứ sáu. Phần trước chúng ta đã từng thấy qua năm lần rồi. Trước tiên đem tiền đề nói ra rồi. Giả thiết Bồ Tát dĩ mãn, mãn là viên mãn, hằng hà sa đẳng thế giới thất bảo bố thí. Cái cảnh giới này phàm phu chúng ta không có cách gì suy lường được, thật sự là không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem chú giải: nhất thiết pháp vô ngã, như viết vô thánh vô phàm, phi nhất phi dị chi lý, diệt thị pháp pháp giai nhiên. Tất cả pháp vô ngã là chân lý, quả thật là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ở trong Pháp Tướng Tông phát minh cái sự lý này nói vô cùng tường tận. Một bộ Bách Pháp Minh Môn Luận chính là vì chúng ta nói rõ cái sự việc này. Chúng ta đến tiết bên dưới hãy nói, bởi vì kinh văn của nó ở tiết phía sau. Phần trước bổn kinh, hoặc giả là trên kinh Đại Thừa thường nói vô phàm vô thánh phi nhất phi dị, cùng với câu này ý nghĩa này là hoàn toàn quán thông. Cho nên nó cũng là hàm chứa tất cả pháp thế xuất thế gian. Đắc vô thượng quả giả, bất phế tu phước,
đáng tu bất thọ bất trước nhĩ. Lời khai thị này là vô cùng quan trọng. Đắc vô thượng quả. Chúng ta đem cái ý nghĩa này mở rộng mà nói, Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, đó chính là quả vô thượng. Pháp thân là quả vô thượng. Chứng được một phần cũng là chứng được quả vô thượng. Từ Bồ Tát sơ trụ mãi cho đến quả vị Như Lai, chứng được pháp thân viên mãn. Đây là chư Phật Như Lai mà trong Kinh Kim Cang nói. Những người này tu phước đối với tu phước xưa nay chưa từng gián đoạn. Không những Bồ Tát tu phước, Phật tu phước, Thích Ca Mâu Ni Phật tu phước, A Di Đà Phật tu phước, không có một vị Phật nào mà không tu phước. Phật đã phước huệ nhị túc tôn rồi, phước huệ đều viên mãn, Ngài vẫn còn tu phước sao? Ngài vẫn tu phước. Chúng ta có cần tu phước hay không? Thế không tu phước được không? Phật ở trên quả địa vẫn còn tu phước. Có thể thấy tu phước là việc lớn đứng đầu ở trong sự nghiệp của Bồ Tát. Tu phước chính là tu bố thí ba la mật. Bồ Tát Phổ Hiền quản tu cúng dường là tu phước. Nhưng mà điều quan trọng là tu phước không nên hưởng thụ, không nên hưởng thụ, không nên chấp trước tướng. Vì sao vậy? Hưởng phước nhất định chấp trước tướng, chấp tướng mới có thể hưởng phước. Không được chấp tướng, chấp tướng là sai rồi. Hữu bất khả văn, bất phế tu phước, nhi hữu sanh tham trước giả. Tham là nguồn gốc của phiền não, vô lượng vô biên phiền não, sanh tử, thậm chí là lục đạo luân hồi. Từ đâu mà ra vậy? Từ trong tâm tham mà sanh ra. Cho nên tham là gốc rễ, gốc rễ của lục đạo luân hồi, gốc rễ của tất cả tội nghiệp. Tu phước chỉ sợ bạn có tâm tham, cho nên dạy bạn không thọ không chấp trước, không thọ không chấp trước để đoạn phiền não tham. Có thể đoái tất cả phiền não từ vô thủy kiếp đến nay của bạn nhổ bỏ từ gốc rồi. Từ xưa đến nay, người tu hành chân thật, bất kể tại gia hay xuất gia, biểu hiện cho chúng ta xem đều là tu khổ hạnh. Họ không hưởng phước. Người xuất gia tu khổ hạnh rất nhiều, người tại gia tu hành chỉ cần các vị hơi lưu ý một chút, đời sống vật chất của họ luôn luôn là
thấp hơn một bậc, so với người bình thường thậm chí là thấp hơn mấy bậc. Chúng ta ở trong lịch sử xem thấy cư sĩ Bàn Triều Đường, đây là người mà rất nhiều đồng tu đều biết rõ. Cư sĩ Bàn sanh ở trong hoàn cảnh rất giàu có, cả nhà học Phật, cả nhà đều chứng quả. Chúng ta hãy xem trong truyện ký ngữ lục, phải là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Ông đem tài sản trong nhà của ông sắp xếp lên một chiếc thuyền, chèo thuyền ra giữa dòng sông lớn, đục thủng một lỗ dưới đáy thuyền, làm cho nó chìm xuống, thấy đều không cần nữa. Bỏ hết rồi sống như thế nào đây? Đang dày cỏ. Dày cỏ ở Singapore không nhìn thấy, ở nội địa đại lục Trung Quốc vẫn còn. Dùng rơm đan, dùng cỏ tranh đan, đan giày cỏ. Một đôi giày cỏ bán được mấy xu, mỗi ngày đan mấy đôi giày cỏ bán kiếm được mấy xu, có thể độ nhật, thế là đủ rồi, là rất hoan hỷ, rất tự tại. Ông tại vì sao phải làm như vậy? Bồ Tát thị hiện đã dạy cho chúng ta một câu nói. Người ta nói anh có tiền, tiền đem đi làm việc tốt không tốt sao? Ông đối với người ta, việc tốt không bằng không việc, không việc thì tốt nhất. Việc tốt không bằng không việc, đây là nhất định phải tu phước, không được hưởng phước. Không được chấp cái tướng tu phước, bạn vừa hưởng phước vừa chấp trước thì tâm tham lại nổi lên rồi. Phật dạy Bồ Tát tu bố thí, tu cúng dường, mục đích là ở chỗ nào vậy? Đem gốc của tham nhổ bỏ. Bạn ở trong tu bố thí vẫn còn chấp trước tướng, còn muốn hưởng phước, thì cái phiền não tham này của bạn vĩnh viễn không thể nhổ trừ được. Đó không phải là mục đích của Phật. Mục đích Phật dạy chúng ta phải biết thử trung tá bố thí phước đức, hiển thành bất thọ giả, chi vi đắc vô ngã nhẫn. Ở trong tu bố thí, họ có thể tu phước không hưởng phước, tu phước không chấp trước phước, là đã thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Họ có thể nhẫn, nhẫn được mới có thể có tiến bộ, mới có tinh tấn ba la mật, sau đó mới có thiền định, mới có trí huệ bát nhã, vậy mới giống là Bồ Tát. Phước huệ mới có thể thành tựu. Hữu tá vô ngã công thắng, kết thúc tiền văn sở ngôn. Bồ Tát ưng thông đạt vô ngã pháp, chi nghĩa thử tiết bất quá dẫn nhất bố thí, đa phước dĩ vi hạ văn, bất thọ tác trương mộc nhĩ. Ý nghĩa chủ yếu là đoạn phía sau. Đoạn này là trước tiên nói vị Bồ Tát này dùng thất bảo
đầy cả thế giới bằng số các sông Hằng để bố thí. Nêu một cái thí dụ tu phước, chư Phật Như Lai Bồ Tát đều tu phước. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Nhược phục hữu nhân, tri nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành hư nhẫn. Thử Bồ Tát thắng tiền, Bồ Tát sở đắc công đức. Đây là hai cái so sánh. Phần trước vì Bồ Tát này là dùng thất bảo đầy cả thế giới bằng số các sông Hằng để bố thí. Phía sau vị Bồ Tát này, nhược phục hữu nhân, người này là biết tất cả pháp vô ngã được thành đức nhẫn nhục, là giống như cư sĩ bàn vậy. Cái mà cư sĩ bàn tu chính là cái này, được thành đức nhẫn nhục. Công đức mà vị Bồ Tát này được hơn hẳn Bồ Tát đã dùng bảy báo đầy cả số các sông Hằng bố thí phía trước. Chúng ta xem tiểu chú dưới đây, cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Tất cả pháp vô ngã vừa rồi cũng nói qua rồi. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu như bạn thật sự thông đạt, sáng tỏ, đó chính là pháp thân đại sĩ, không phải người thông thường. Chính là chư Phật Như Lai mà trên Kinh Kim Cang nói. Thế bạn cũng có phần rồi. Nhất bộ Bách Pháp Minh Môn Luận Sở Dân. Bách Pháp Minh Môn Luận là do Bồ Tát Thiên Thân làm ra, là kinh điển của Tông Duy Thức Pháp Tướng, cũng là cương yếu của Duy Thức Pháp Tướng, cũng có thể nói là khái luận của Duy Thức Pháp Tướng. Văn tự của nó không nhiều, là Bồ Tát Thiên Thân dựa vào Du Già Sư Địa Luận của Bồ Tát Di Lặc. Đây là một bộ luận lớn của Tông Pháp Tướng, là luận điển căn bản. Du Già Sư Địa Luận, Bồ Tát Di Lặc đem tất cả pháp thế xuất thế gian quy nạp thành 660 loại lớn. Bồ Tát Thiên Thân thấy bộ luận lớn này đối với người mới học có khó khăn, bởi vì Ngài nói là quá nhiều, quá rườm rà, không phải cái mà người mới học có thể tiếp nhận. Cho nên đem 660 pháp quy nạp tiếp nữa, quy nạp thành 100 pháp, tiện lợi cho người mới học, gọi đó là Bách Pháp Minh Môn. Bách là 100 pháp này. Các vị phải biết khi triển khai ra chính là vô lượng vô biên pháp thế xuất thế gian, đem nó quy nạp thành 100 loại lớn. Minh là trí huệ, môn là con đường. Ý nghĩa của cái đề mục này là bạn có thể từ trong 100 pháp này tìm ra một con đường khai ngộ,
Từ cái cửa này bạn có thể khai ngộ. Đây là sách giáo khoa nhập môn của Tướng Tông. Nội dung của bộ luận này là gì? Chính là chứng minh tất cả pháp vô ngã, đem tất cả pháp quy nạp thành 100 pháp, quy nạp thành 100 loại lớn, sau đó lại chứng minh cho chúng ta vô ngã. Hai loại vô ngã: nhân vô ngã, pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã. Cái biểu giải này dưới đây là bày ra rất rõ ràng. 100 loại pháp này lại phân thành 5 loại lớn. Tâm pháp có 8. Chúng ta thường nói là 8 thức. 8 thức là thuộc về tâm pháp, là 8 loại lớn. Tâm sở hữu pháp có 51 loại. Tâm sở hữu pháp chính là tác dụng của tâm pháp. Từ trên tác dụng của nó phân thành 51 loại. Sắc pháp có 11 loại. Sắc pháp là cái mà chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng vật chất, hiện tượng vật lý đều bao gồm ở trong sắc pháp. Tâm là bộ phận của tinh thần, sắc là bộ phận của vật chất, còn có một loại gọi là bất tương ưng hành pháp. Nó có những việc này, nhưng mà những việc này nó không phải tâm, cũng không phải vật, nhưng mà nó cũng không thể lìa khỏi tâm và vật. Lìa khỏi tâm vật thì cái pháp này không tồn tại, nhưng mà nó quả thật là không thuộc về tâm, cũng không thuộc về sắc pháp. Cho nên lập riêng cho nó một cái tên gọi là bất tương ưng hành pháp, có 24 loại. Bốn loại lớn này đều gọi là pháp hữu vi. Kinh Kim Cang sau cùng có một bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn phải biết pháp hữu vi là nói cái gì. Chính là nói tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp, thấy đều là pháp hữu vi. Sao gọi là hữu vi vậy? Có sanh có diệt, sát na sanh diệt, có sanh có diệt, hợp chung lại đây là 94 pháp. Sau cùng còn có một loại lớn gọi là pháp vô vi. Pháp vô vi có 6 loại. Pháp vô vi là gì vậy? Không có sanh diệt, giống như hư không. Hư không chúng ta không có thấy nó sanh diệt bao giờ, cho nên hư không được xếp vào trong pháp vô vi. Chân như bổn tánh không có sanh diệt, cho nên chân như cũng xếp vào trong pháp vô vi. Hợp chung lại 94 pháp cộng 6 pháp chính là 100 pháp. Đem tất cả pháp phân thành 100 loại lớn. Sau đó quy kết về vô ngã. Nhân vô ngã, bạn thử xem, người không ngoại sắc, tâm và bất tương ưng. Trên Kinh Kim Cang nó rất hay: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh,
như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhân đương nhiên vô ngã rồi. Nhân vô ngã, pháp cũng vô ngã. Bạn xem tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp, đều là thuộc về pháp sanh diệt. Từ cái chỗ này rút ra được một cái kết luận: tất cả pháp vô ngã. Bởi vì vô ngã, cho nên bạn không nên thọ nhận. Bạn thọ nhận là sai rồi. Không những bạn hưởng thụ là sai, bạn chấp trước cũng là sai. Không nên chấp trước. Chúng ta xem đoạn dưới đây, vẫn là giải thích. Về cái vấn đề này, thử Bồ Tát chi Đại Tát bố thí phước đức nhi bất thọ, sở dĩ xưng kỳ đắc thành ư nhẫn. Nhẫn tâm họ là định, chỉ biết tu phước, tu rất vui vẻ, tu rất tự tại, không thọ nhận phước đức, tuyệt đối không thọ nhận phước đức. Chúng ta thường nói tùy duyên chứ không phan duyên. Chấp trước và hưởng thụ là phan duyên. Lìa khỏi, ở trong tâm không có cái ý nghĩ này, không có cái ý niệm này, tất cả tùy duyên. Tùy duyên liền tự tại ngay. Ở trong tùy duyên không có chấp trước, không có ý nghĩ tham thọ nhận, cho nên họ được thành đức nhẫn nhục. Kinh chỉ tịnh phi bất trọng thị phước đức, duy đương bất trước bất thọ nhi dĩ, diệt thực su trọng ư đắc nhẫn. Tông chỉ của ý kinh chúng ta cần hiểu rõ. Không phải nói không xem trọng tu phước, thế thì bạn sai rồi. Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.